Mới đây, đồng nghiệp Lâm Anh bất ngờ có động thái liên quan đến chồng cũ. Theo đó, bên dưới các clip ghi lại hình ảnh chồng cũ xuất hiện ở một sự kiện giải trí thì Diệp Lâm Anh để lại bình luận: "Anh đi đẹp trai nhất, nhạc hay, cậu ba." Cư dân mạng cho rằng đây là động thái chị đẹp đang cà khịa chồng cũ. Ngay sau khi loạt bình luận của vợ cũ thu hút sự bàn luận của netizen, nữ gia đây đã có bài đăng dài và gắn thẻ thẳng tên chị đẹp Diệp Lâm Anh vào để đối chất. Cụ thể, chồng cũ Diệp Lâm Anh tung loạt tin nhắn để chứng minh cô vẫn thường xuyên liên lạc với anh, hỏi thăm và rủ đi cà phê, thậm chí nói cả những lời yêu thương nhưng bị anh từ chối. Thiếu gia này khẳng định giữ liên lạc với vợ cũ là để làm tròn trách nhiệm người cha với các con. Anh nhắc nhở Diệp Lâm Anh đừng quan tâm và can thiệp cuộc sống cá nhân của mình, đồng thời yêu cầu cô dừng lại những việc đang làm. Chồng cũ Diệp Lâm Anh viết trên trang cá nhân như sau: "Em à, anh đã nhiều lần không lên tiếng không có nghĩa là anh không nhìn và nghe thấy những gì em đang làm, chúng ta đã ly hôn rồi em. Tất cả những sự quan tâm còn lại đó là tình nghĩa vụ của một người cha, quan tâm các con, và em là mẹ của con anh, đồng nghĩa cho dù em có làm bao nhiêu điều hại anh, nhưng anh vẫn không vì thế mà dừng bỏ em. Nhưng ai cũng có cuộc sống riêng mà phải không em, anh mong sau say tớt này, em dừng lại em nhé. Hãy tìm cho mình một người yêu thương, chăm lo cho em, và cuộc sống của anh từ này không cần em quan tâm quá," gửi Diệp Lâm Anh. Sau ít phút bị chồng cũ tung tin nhắn tố, còn nhắn tin qua lại và nhắc nhở yêu cầu vợ cũ dừng những việc đang làm trên mạng xã hội, mong muốn cho cả hai cuộc sống riêng, thì với chị đẹp Diệp Lâm Anh cũng có động thái đáp trả. Nữ ca sĩ tung loạt tin nhắn mà chồng cũ rủ cô cùng đi du lịch nước ngoài với lý do cho con được đi chơi cùng bố mẹ, với một phiên bản đầy đủ nội dung và một bên là hình ảnh tin nhắn đã bị chồng cũ thu hồi nội dung. Diệp Lâm Anh còn gắn thẻ chồng cũ vào dòng trạng thái với nội dung: "Thì ơi, bọn mình sẽ làm bạn trước khi tháng 7 âm tiết anh nhé. Đầu tiên thì em sẽ nói với anh là trong lòng em ấy, nó vẫn luôn có anh. Anh là bố của Boy và Borin, cũng là người đàn ông em yêu và lựa chọn để sinh cho anh những đứa con xinh đẹp giống như là bọn mình ấy. Ngoại trừ những lúc anh đi theo người phụ nữ khác thì em sẽ ghen, tất nhiên còn lại thì em vẫn luôn muốn dịu dàng cùng anh như những tin nhắn anh mới post. Em đã xóa hết những status ồn ào lúc bọn mình ly hôn rồi nhớ, em cũng không muốn nhìn thấy nó thêm. Em chỉ giữ lại status cả kỹ nhân tình cũ của anh thôi, vì em thích ý. Bởi cô ta cướp bố của con em ghét cô ta và em cũng ghét cả anh. Nhưng lâu dần thì em chỉ ghét cô ta thôi, em bớt ghét anh đi bởi anh nhiều lúc rất là đáng yêu và em không ghét anh nhiều hơn được. Mấy lúc anh rủ ba mẹ con đi du lịch hay gọi điện thoại than thở với em mấy chuyện của anh, em cũng thấy vui lắm ấy, dù em sẽ không đi du lịch cùng anh đâu. Vì em không thể nào phủ nhận chuyện em từng yêu anh, muốn làm vợ của anh và sinh cho anh những đứa con. Ly hôn chỉ là một tờ giấy, nó đâu có nghĩa bọn mình không được hỏi han nhau, quan tâm nhau hay trêu chọc nhau một chút, đôi khi là nhiều chút, tại em thấy nó vui. Vì bọn mình có với nhau hai đứa con chung mà, đúng không anh? Anh có bảo với em là bọn mình sẽ làm bạn nhé, em nghĩ là có thể ạ. Trong sâu thẳm lòng em vẫn luôn mong những điều tốt đẹp nhất dành cho bố của con em. Dù ra đường hay lên báo người ta hay gọi anh là chồng của Diệp Lâm Anh, em biết anh ngại nhưng mà em không kiểm soát điều đó được. Cũng giống như việc em từng là vợ cũ của Đức Phạm và là một bà mẹ hai con, mình sẽ học cách chấp nhận và học cách cư xử mới với nhau nhé. Dịu dàng như là status em đang viết cho anh đây, tất nhiên là điều đoạn nói về nhân tình cũ của anh. Em xin lỗi nếu em có hay trêu chọc anh, nhưng anh biết lúc đó em vui mà. Em cứ nghĩ là anh sẽ vui cơ, vì anh cũng là kiểu người thích sự quan tâm ý. Em cũng sẽ cố gắng có người yêu mới sớm để anh còn có người yêu như anh mong muốn. Em hy vọng đó sẽ là một cô gái ít ghen tuông. Bọn mình sẽ không mang nhau lên internet nữa anh nhé. Em bắt đầu không muốn chuyện đó rồi thì ơi. Em sẽ khó có người yêu, anh cũng thế, nếu mình suốt ngày post tin nhắn của nhau lên Facebook ấy. Em sẽ không nhắc về anh công khai nữa, được chưa? Em chỉ nhắn tin riêng thôi, nhưng đừng post sấy. Bạn em bảo với em là nhiều khi Ti đang ghen và muốn nói với cả thế giới là em vẫn quan tâm Ti đấy, đừng ai tán tỉnh em. Em cũng không biết có phải thật không nhưng mà em cũng vui đấy. Và khi vui thì em lại rất thích đùa. Anh hiểu em mà đúng không Ti? Quân tử nhất ngôn. Phía dưới bài đăng, Diệp Lâm Anh cũng bình luận: "Còn vì cái đồng hồ rờ, mờ thì em sẽ chính thức không đợi lại nữa à? Thực ra em nhắc anh đây vì em muốn anh là người đàn ông giữ lời hứa với người khác, dù là vợ cũ. Còn đồng hồ, em có thể tự mua được nhiều cái mà anh. Chốt điều lại chúng ta không còn nợ nần gì nhau, những gì anh đã thu hồi chỉ một mình em biết nhé. Mọi người thương anh Ti thì đừng để hát tác trả đồng hồ lên xu hướng nữa giùm cuốn. Hoan hỉ nhé mọi người, sắp tháng 7 âm rồi à." Trước đó, cô cũng đã đáp chồng cũ với dòng trạng thái nói về chồng cũ như sau: "Anh nhanh trí thu hồi một số tin nhắn. Vừa hay thói quen của em khi chat với anh xong là cắt lại màn hình cho chắc chắn." Hiện tại, những bài đăng qua lại của cả hai vẫn đang thu hút sự quan tâm, bàn luận rôm rả từ cộng đồng mạng. Vụ ly hôn của Diệp Lâm Anh và chồng cũ thiếu gia từng tốn khá nhiều giấy mực của báo chí và là tâm điểm bàn tán của cư dân mạng vì người trong cuộc hết tung bằng chứng thủ đối phương, đặc biệt là nghi vấn ồn ào chồng cũ Diệp Lâm Anh có người thứ ba khi chưa ly hôn vợ. Chưa dừng lại đó, cả hai còn phải ra tòa giành quyền nuôi con kéo dài suốt khoảng thời gian. Đến tháng 9 năm 2023, vụ ly hôn ồn ào này mới được giải quyết. Theo phán quyết từ tòa án, Diệp Lâm Anh nuôi con gái, còn gia đình thiếu gia đây nhận trách nhiệm chăm sóc quý tử. Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm từng có cuộc sống hôn nhân 4 năm. Khi được hỏi về việc tái hôn, cô từng chia sẻ: "Mình đi qua đổ vỡ rồi thì mọi phụ nữ thấy sợ là nhiều nhất. Sợ tiếp tục lại đổ vỡ, lại phải trải qua cảm giác đấy thêm một lần nữa. Nhưng đôi khi lại có một cảm giác sợ khác, đó là sợ cô đơn. Nếu bây giờ có một người đến, thực sự cảm thấy yêu thương mình thì thật lòng có lẽ mình sẽ tìm hiểu nhưng sẽ không tới đâu. Cảm xúc hiện tại của mình là như thế. Mình có thể tìm hiểu, đi ăn uống, hẹn hò, nhưng để bước vào cuộc sống với nhau thì khó lắm. Cuộc sống bây giờ mình sống là vì các con. Nếu có một người nào đó thực sự yêu thương, ở bên cạnh chia sẻ, cùng mình chăm con thì mình mới có thể để người ta bước vào cuộc sống của mình. Còn nếu chỉ phục vụ cho vấn đề cảm xúc cá nhân, tình yêu thôi thì mình không cần.
cũng sợ yêu luôn, vì yêu mất thời gian. Thời gian của mình đang dành để đi làm kinh tế, trụ cột gia đình, cho con, công việc quá nhiều nên tình yêu hơi xa vời với Diệp Lâm anh bây giờ.